Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafarm. Và trước mặt quý vị anh chị đây là một giải pháp để quý vị anh chị chở hàng trong phố. Một chiếc xe thùng kín chở hàng trong phố với các yếu tố như là khoang hàng thì rất là rộng rãi, thùng kín, chống mưa, chống nắng rất là tốt. Và đây là chiếc xe Ford Transit Van được cải tạo từ chiếc xe Ford Transit 16 chỗ trở về thành xe van. Bên em đã thực hiện là đóng vách, ngăn vách, rồi ngăn khoang hàng với khoang lái và thực hiện các cái thủ tục để triển khai đưa nó về thành từ xe 16 chỗ trở thành xe van. Và đặc thù của cái dòng Ford Transit thì như quý vị chị đã biết là Ford Transit thì là động cơ máy dầu 2.4 nên là máy nó rất là khỏe và là máy dầu nên là nó khá là tiết kiệm. Cùng với đó nữa thì là một cái khoang hàng rất là rộng rãi. Với cái chi phí thì tại thời điểm này quý vị chị bỏ ra khoảng độ chưa đầy 800 triệu thì mình đã sở hữu được một chiếc xe như thế này, đầy đủ các cái chi phí lăn bánh ra tới tay quý vị anh chị. Và bây giờ thì em mời quý vị anh chị cùng xem chi tiết chiếc xe này ạ. Và đây là cái toàn bộ cái phần bên ngoài của xe. Thì với một chiếc xe Transit nguyên bản thì các cái vách bên cạnh này là vách kính. Và đằng sau cũng là vách kính thì bên em đã thực hiện là mình bỏ cái vách kính đi và thay vào đó là vách tôn có các cái chấn song sắt ở phía bên trong để gia cố lại cái phần sườn xe và phần đằng cánh cửa sau xe cho nó chắc chắn hơn. Với cái option này thì quý vị anh chị có thể lựa chọn tùy theo cái nhu cầu chuyên chở của mình. Nếu như mình chở những cái hàng mà nó nhẹ nhàng thì mình có thể là giữ nguyên vách kính và bắt cái chấn song ở phía bên trong để giảm chi phí. Còn đối với những khách hàng mà chở những cái hàng nặng và cần sự chắc chắn thì mình sẽ gia cố ở bên sườn bằng gia cố bỏ kính sườn và kính sau đi bằng tôn. Đó, đây ạ. Và với chiếc xe này thì vẫn giữ nguyên cái cánh cửa bình thường. Đây, em sẽ mở ra quý vị anh chị cùng xem. Đó, mình vẫn có thể là đi lên đi xuống rất là thoải mái. Đấy, để mình có thể lấy hàng theo hai hướng được. Và đây em sẽ quay cái khoang sau của xe luôn. Đây, đây là toàn bộ cái khoang sau của xe. Chiếc xe này thì bên em đóng là về thành xe van 3 chỗ. Còn ngoài ra có một option nữa là van 6 chỗ thì nó sẽ thêm một hàng ghế ở đoạn này. Quý vị anh chị nhìn thấy cái vách ngăn giữa khoang lái xe và khoang hàng. Đấy, đóng dựng một vách ngăn giữa lái xe và khoang hàng bằng tôn. Bằng tôn và có cửa kính ở đây, để lái xe có thể là mình chủ động nhìn cái hàng hóa ở đằng sau khoang của mình. Ở bên sườn, đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy tất cả các cái vách tôn thì bên em đều gia cố rất là chắc chắn bằng các cái thanh sắt ở đây. Đấy, bắt rất là chắc luôn. Quý vị anh chị chở hàng là rất là yên tâm. Đó, bên này này. Đấy, bên này cũng vậy. Đấy, tất cả các cái cửa hoặc là vách đều là được gia cố rất là chắc chắn ạ. Đó, đây cửa sau. Đấy, và cái khoang xe này thì nó khá là rộng rãi quý vị anh chị ạ. Với cái chiều dài là 3m2, chiều rộng là 1m75 và chiều cao là 1m63. Thì như vậy là nhầm ra thì cái khoang này, dung tích khoang này nó rơi vào khoảng 9 khối, hơn 9 khối. Thì với cái dung tích khoang hàng này thì nó đang là to nhất ở trên thị trường bây giờ. Trên thị trường bây giờ thì cũng không có cái dòng xe van nào mà cái dung tích khoang sau nó to như thế này cả. Đấy, thì đây là một lợi thế nếu như quý vị anh chị chở hàng các cái mặt hàng công kênh. Em lấy ví dụ như là vải vóc, quần áo hay là giấy vệ sinh. Đấy, em cũng đã bán rất là nhiều cái xe này cho các cái công ty dùng họ làm về giấy vệ sinh, giấy ăn các thứ đấy. Thì chiếc xe van này nó hoàn toàn là phù hợp với cái nhu cầu của quý vị anh chị. Ngoài ra thì ở phần sàn xe thì quý vị anh chị cũng có thể lựa chọn với cái option là sàn nguyên bản của xe và hoặc là sàn tôn. Đây, với cái xe này thì em đóng cho một công ty họ chở hóa chất nên là họ phải dùng sàn bằng tôn để cho nó chắc chắn hơn, nó đỡ bị ảnh hưởng của hóa chất nó rớt ra xe. Đó là toàn bộ cái phần khoang hàng của xe. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn rất là kỹ, to, cao, rộng rãi, khỏe và
Quan trọng là nó rất là tiết kiệm với cái động cơ dầu. Với cái động cơ dầu này thì 2.4 này thì quý vị chị đi thì nó chỉ loanh quanh khoảng 10-12 lít dầu trên 100 cây, mà nó phục vụ rất là nhiều cái nhu cầu của quý vị chị. Đây là cái khoang xe thì đơn giản thôi. Đây là vô lăng này, hộp số sàn 6 cấp. Đấy, hệ thống điều hòa, dàn điều hòa. Đó, quý vị chị thấy chưa? Đây là hệ thống dàn điều hòa của xe. Thì với bản thân chiếc xe này là xe 16 chỗ, thế nên là cái điều hòa nó sẽ có hai dàn. Đó là dàn cho khoang lái và dàn cho khoang hàng đằng sau. Đấy, nếu như mà quý vị chở hàng thì cần mà có những cái hàng mà cần lạnh chẳng hạn, ví dụ em lấy ví dụ đơn giản như là hàng đồ ăn chẳng hạn, cần lạnh thì mình vẫn có thể là bật điều hòa ở trên này, bật điều hòa của dàn sau được. Đấy, thì nếu như mà không cần thì mình có thể là mình không bật hoặc là mình cắt bỏ hẳn đi. Thì trong cái quá trình làm thì em tùy theo nhu cầu của quý vị chị thì em sẽ làm theo cái nhu cầu của quý vị. Đó. Đấy, hai dàn điều hòa đằng đây, cái vách ngăn giữa lái xe với khoang hàng đây. Đấy, và ở trên này thì vẫn còn ba chỗ như bình thường. Đó. Và vừa rồi thì em Sơn đã giới thiệu tới quý vị anh chị một chiếc xe Ford Transit cải tạo về thành xe van. Thì với cái dòng xe van này thì có hai dòng bọn em có thể làm được, đó là xe van 3 chỗ và xe van 6 chỗ. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của quý vị anh chị thì quý vị anh chị nếu như còn có câu hỏi nào thắc mắc thì có thể là gọi điện trực tiếp cho em Sơn theo số điện thoại ở trên màn hình của video. Em sẽ hỗ trợ quý vị anh chị, tư vấn cho quý vị anh chị từ A đến Z với cái tiêu chí là nhanh gọn và tiết kiệm nhất ạ. Và vâng, cảm ơn quý vị anh chị đã xem video.